Địa hình của Việt Nam chủ yếu là gì? Núi. Đảo nào lớn nhất Việt Nam? Đảo Phú Quốc. Vịnh nào được UNESCO công nhận là di sản thế giới? Hạ Long. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? 63 tỉnh thành. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vùng miền nào của Việt Nam? Miền Nam Đỉnh núi nào cao nhất Việt Nam? Phan si Phăng Thành phố nào lớn nhất miền Trung Việt Nam? Đà Nẵng Vịnh nào của Việt Nam nằm gần biên giới với Trung Quốc? Vịnh Bắc Bộ Thành phố nào nổi tiếng với cầu Long Biên? Hà Nội Hệ thống sông nào tạo nên đồng bằng sông Cửu Long? Sông Mê Công Vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta là đồng bằng sông cửu long tài nguyên khoáng sản việt nam tập trung nhiều nhất ở đâu miền bắc tài nguyên nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất tài nguyên rừng nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta là đông nam bộ Cung đèo cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Đèo Ô Quy Hồ, dãy núi nào dài nhất Việt Nam? Dãy núi Trường Sơn. Sông nào ngắn nhất trong hệ thống sông ngòi Việt Nam? Sông Vàm nao, An Giang. Dòng sông nội địa nào dài nhất Việt Nam? Sông Đồng Nai, Hà Nội có bao nhiêu phường? 175. Dãy núi nào cao nhất Việt Nam? Dãy núi Hoàng Liên Sơn, sông Bờ là tên gọi khác của con sông nào? Sông Đà, Việt Nam có bao nhiêu vườn quốc gia? 34 vườn. Vườn quốc gia nào của Việt Nam từng lọt top hàng đầu châu Á? Quốc phương. Địa phương nào của Việt Nam có hầm vượt sông đầu tiên? Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi Côn Đảo có nguồn gốc từ đâu? Tiếng Mã Lai quần đảo trường sa thuộc tỉnh nào của việt nam khánh hòa vườn quốc gia nào lớn nhất việt nam vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đâu là vườn quốc gia có diện tích nhỏ nhất vườn quốc gia xuân thủy tỉnh nào không giáp biển Đồng Nai, tỉnh thành nào có ba mặt giáp biển? Cà Mau. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nhớ nhấn like và theo dõi kênh của mình nhé.